Cách lắp cửa kính thủy lực quyết định rất lớn đến công năng sử dụng của sản phẩm. Đặc biệt, quy trình này còn ảnh hưởng đến sự an toàn cho người sử dụng. Chính vì vậy, việc nắm rõ 7 bước tiến hành lắp đặt sau đây để thực hiện cho đúng là điều rất nên làm. Bước 1. Khảo sát, kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ nguyên vật liệu, vận chuyển vách kính đến công trình. Khảo sát vị trí thi công. Sau quá trình khảo sát, bạn sẽ biết được các thông số quan trọng và định hình được phương án lắp cửa hiệu quả. Bước làm này còn giúp bạn phát hiện và xử lý nhanh những chướng ngại vật gây khó khăn cho quá trình lắp đặt cửa. Bước 2. Thi công bản lề khi lắp đặt cửa kính thủy lực. Bản lề là bộ phận chống chịu lực chính cho toàn bộ khung cửa kính thủy lực. Vì vậy, quá trình thi công bản lề cần phải được tiến hành chính xác đến từng mm, tuyệt đối tránh để rơi vào trường hợp bản lề bị xê dịch ra khỏi vị trí của mình. Ở giai đoạn này, bạn cần chú tâm vào việc cắt sàn theo bản lề với kích thước tiêu chuẩn của hộp máng. Chú ý không được cắt sàn quá rộng hoặc quá nhỏ, vì điều này sẽ khiến cho bản lề bị hở và dẫn đến nhiều sự cố không mong muốn. Bước 3. Lắp trục xoay vào khung cửa kính thủy lực. Sau khi cố định bản lề xuống sàn, người thi công sẽ phải lắp trục xoay cho cửa kính thủy lực. Tại đây, việc lắp cửa kính thủy lực phải được thực hiện đồng tâm từ trên xuống dưới. Phải đảm bảo sao trục xoay được tra vào đúng vị trí của mình trên khung cửa. Bước 4. Lắp đặt bộ phận kẹp vào cửa kính. Bộ phận kẹp kính được xem là chi tiết cửa giúp định vị các bộ phận liên kết khác. Do đó, khi lắp đặt bộ phận kẹp kính, bạn nên sử dụng loại bút định vị để thao tác thực hiện chính xác hơn. Việc làm này sẽ giúp cho người thi công tránh được tình trạng góc lệch và gặp khó khăn khi vận hành kính. Điều cần lưu ý là phải lắp kẹp kính ăn khớp với bản lề sàn. Nhất định không được để cho cánh cửa bị xô lệch do sai số khi thi công. Bước 5. Lắp dựng cánh cửa kính thủy lực. Đến giai đoạn lắp đặt cửa kính thủy lực ở hai bên cánh, bạn cần nhờ sự hỗ trợ của mọi người. Bởi vì đây là công việc rất khó khăn khi chỉ tiến hành một mình. Thậm chí nếu không cẩn thận, người thi công sẽ rất dễ làm vỡ kính và gây nguy hiểm cho bản thân. Việc cần làm tiếp theo là bạn phải lắp cửa kính vào các góc theo đúng kỹ thuật và tra từng khớp cửa vào đúng bản lề. Bước 6. Lắp ghép các phụ kiện cửa vào khung kính hoàn chỉnh. Khi cánh cửa đã vào đúng vị trí, thì các phụ kiện chi tiết cửa sẽ được đưa vào để hoàn thiện công trình. Cách lắp đặt cửa kính thủy lực đối với phụ kiện cũng tương tự như trên và các bộ phận phải nằm đúng vị trí của mình. Bước 7. Kiểm tra và vệ sinh sau lắp đặt cửa kính thủy lực. Kết thúc quá trình lắp đặt, bạn cần thử đóng mở cửa để kiểm tra khả năng vận hành của sản phẩm. Nếu có vấn đề phát sinh, người thi công có thể phát hiện sớm và khắc phục nhanh chóng. Cuối cùng là giai đoạn vệ sinh cửa kính thủy lực để giải phóng mặt bằng cho người dùng. Lưu ý, nên vệ sinh cửa kính bằng khăn mềm hoặc giấy báo để tránh chảy xước mặt kính. Đảm bảo chỉ cần ghi nhớ 7 bước lắp cửa kính thủy lực kể trên, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành công việc. Nhưng vấn đề là người thi công phải thực hiện theo tuần tự các bước và không được bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào. Trong suốt quá trình lắp cửa kính thủy lực, mọi người cần lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây. Việc lắp đặt cửa kính bản lề sàn đòi hỏi người có kinh nghiệm, có chuyên môn mới có thể thực hiện được. Việc lắp đặt đòi hỏi tính tỉ mỉ và kiên nhẫn để điều chỉnh tốc độ đóng mở của cửa cho phù hợp nhất. Không nên quá gấp gáp điều chỉnh đột ngột sẽ làm hỏng bản lề sàn, thậm chí làm vỡ cửa kính. Đặc biệt, nên lựa chọn những dòng sản phẩm bản lề sàn chính hãng để đảm bảo về chất lượng cũng như sự cam kết bảo hành lâu dài. Như vậy, trên đây là toàn bộ quá trình lắp đặt cửa kính cường lực bản lề sàn gồm 7 bước của Tasona. Nếu có vướng mắc trong quá trình lắp đặt hoặc cần tìm công ty lắp đặt cửa kính cường lực uy tín, vui lòng liên hệ hotline 0968 720 135 để Tasona tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất cho bạn.